Vợ chồng đồng nát nghèo trả lại 10 cây vàng cho người đánh rơi. Quý vị thính giả thân mến, sau khi trả lại 10 cây vàng cho người mất, vợ chồng anh Bắc được nhiều người dân tin tưởng bán phế liệu với giá rẻ. Anh Bắc kể, năm 2013, sau khi tìm thấy vàng, đôi vợ chồng ở cùng xã đã hai lần tìm đến nhà anh đưa vàng và tiền để cảm ơn gia đình anh. Anh đều từ chối không nhận. Anh Bắc nói, đến giờ chúng tôi vẫn nói với mọi người, chuyện trả lại tiền vàng nhặt được không có gì to tát, ai nhặt được cũng sẽ làm như nhà tôi thôi. Thêm nữa làm được việc tốt cũng coi như là tích phúc đức cho con cái, người thân trong gia đình. Sau khi nghe câu chuyện của vợ chồng anh Bắc, bà con lối xóm kéo đến nhà anh hỏi thăm, ai cũng ngợi khen tấm lòng thật thà nhân hậu của đôi vợ chồng trẻ. Sau thời gian đó thì chính quyền địa phương biết chuyện cũng tặng bằng khen, người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2013 cho chị Thuật. Anh Bắc cho hay câu chuyện vợ chồng anh nhặt được vàng được người dân khắp vùng đồn thổi. Mỗi ngày đi gom hàng, mọi người đều nhận ra vợ chồng anh, có người xúm lại hỏi thăm, có người nhìn vợ chồng anh rồi cười tươi không nói gì. Anh Bắc khoe, nhưng vui nhất là vợ chồng tôi đi ra đường, luôn được bà con lối xóm, quý mến. Nhiều lần chúng tôi đi mua hàng, người dân bán phế liệu lại cho giá rẻ. Có nhà còn gom phế liệu lại chỉ chờ bán lại cho tôi, thậm chí có người khi bán phế liệu thấy ít không lấy tiền. Anh Bắc cho hay, vợ chồng anh làm công việc buôn bán phế liệu đã 10 năm nay rồi. Tiếng là chủ vựa nhưng quy mô nhỏ đến mức chỉ có hai vợ chồng tự mua tự phân loại, chứ không quy tập được đội quân vài chục người thu gom, bỏ mối như các ông chủ khác. Anh Bắc nói, mỗi tháng hai vợ chồng tôi cũng thu nhập được khoảng 5-6 triệu đồng. Số tiền ấy cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai đứa con ăn học. Lập gia đình sớm không học hành đến nơi đến chốn, nên chúng tôi phải chấp nhận và xác định gắn bó với nghề, thu mua phế liệu đến cuối đời. Nhắc lại thời điểm tìm thấy 10 cây vàng, anh Bắc kể, hôm đó khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2013 âm lịch, anh Bắc làm công việc phân loại phế liệu. Khi đang làm, anh Bắc thấy trong đống giấy bìa các tông rơi ra một túi bóng cũ, bên trong có chiếc khăn mặt ngã màu cuộn tròn. Anh Bắc nhớ lại, tiện tay tôi dỡ túi ra thì thấy có một số vàng lớn và có hai hộp màu vàng. Tôi mở tiếp hộp màu vàng ra thì thấy một hộp có dây chuyền vàng 5 chỉ, một hộp có hai nhẫn 4 chỉ. Sau một lúc ngạc nhiên kiểm tra lại có cả giấy tờ mua bán vàng viết tay nên tôi mới dám tin là vàng thật. Sau đó tôi cất toàn bộ số vàng vào trong nhà và không nói với ai hết. Khoảng 10 ngày sau, anh Bắc đem câu chuyện tìm thấy vàng ở đống bìa cạc tôn kể với vợ. Sau đó hai vợ chồng bằng cách đem trả số vàng cho người đã mất. Nhưng nghĩ mãi vợ chồng anh Bắc không biết ai là chủ nhân số vàng. Một tháng sau khi nhặt được vàng, có đôi vợ chồng khoảng 50 tuổi đến nhà anh Bắc, mắt cứ ngó chăm chăm vào đống giấy vụn nơi góc vườn. Anh Bắc hỏi tìm gì thì họ bảo tìm vàng. Người phụ nữ lạ mặt khắc khổ nói trong nước mắt, khổ quá em có hơn 10 cây vàng để vào thùng giấy cắt tông vỏ tủ lạnh. Tháng trước, ở nhà chồng không biết nên đã đem bán đồng nát mất. Thế là anh Bắc dò hỏi thì đôi vợ chồng lạ kể chi tiết số vàng mất, cách gói vàng bỏ vào khăn như nào. Sau một hồi thấy đúng, vợ chồng anh Bắc đã thông tin là vô tình thấy số vàng đó và trả lại cho chủ nhân trong sự ngỡ ngàng của đôi vợ chồng nọ. Anh Bắc thông tin thêm, hiện tại cuộc sống gia đình anh cũng đỡ vất vả hơn trước. Cậu con trai lớn của gia đình đã học xong đại học ra trường và chuẩn bị đi làm. Còn cậu con trai thứ hai đang học lớp 8, biết phụ giúp bố mẹ công việc gia đình lúc bố mẹ. Người phụ nữ lượm ve chai trả lại 84 triệu đồng nhặt được. Nhặt được chiếc ví tiền có hơn 84 triệu đồng cùng nhiều tài sản, chị Bùi Thị Nhỡ, người phụ nữ nhặt ve chai ở Đồng Tháp, đã mang đến công an nhờ tìm trả cho người bị mất. Ngày 3 tháng 12, công an xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tìm chủ nhân tài sản bị đánh rơi để trao trả sau khi chị Bùi Thị Nhỡ, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10 đến trình báo việc nhặt được chiếc ví đánh rơi. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 1 tháng 2, trên đường đi nhặt ve chai về, chị Nhỡ nhặt được một chiếc ví da, bên trong có tiền và một số tài sản giấy tờ tùy thân, nên mang tới công an nhờ tìm người đánh rơi trả lại. Qua kiểm tra, trong ví có 84,5 triệu đồng tiền mặt, hai đồng hồ cùng một số giấy tờ tùy thân, hiện công an xã đang làm thủ tục tìm chủ nhân chiếc ví trên. Được biết, gia đình chị Nhỡ rất khó khăn, chị không có ruộng đất phải đi làm thuê và nhặt ve chai kiếm sống. Con trai duy nhất của chị đang làm công nhân tại Bình Dương. Đáng buồn, thầy Cường dựng chuyện nhặt được 50 triệu và 23 chỉ vàng.
Trước đó vào ngày 13 tháng 12, báo chí đồng loạt đưa thông tin về hành động đẹp của thầy giáo Trần Quang Cường, giáo viên trường trung học cơ sở Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc ngồi chờ xe buýt đã nhận được một chiếc túi có chứa 50 triệu tiền mặt và 23 chỉ vàng. Chia sẻ với mọi người thời điểm đó, thầy Trần Quang Cường kể có một người thanh niên tên Đăng, trú tại thị trấn Phổ Châu, huyện Cẩm Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ngồi cùng dãy ghế chờ xe buýt cùng mình đã bỏ quên một chiếc ví, nên thầy Cường vội vàng cùng người bạn dùng xe máy đuổi theo. Tuy nhiên, do xe buýt chạy nhanh nên thầy đã bắt một chiếc xe buýt khác lên tận thị trấn Hương Sơn để trả lại cho cô chủ. Nhận thấy đây là một câu chuyện đẹp giữa đời thường, rất nhiều phóng viên báo chí trên địa bàn đã liên lạc với thầy Cường để truyền tải sự tử tế đó. Thế nhưng sự thật lại chỉ là bánh vẽ, vụ việc thầy giáo Cường trả lại số tài sản lớn cho người bỏ quên chỉ là câu chuyện được thầy Cường chém gió cho vui với bạn bè ở quán cà phê. Chính thầy Cường đã chụp lại hình ảnh tiền và vàng rồi tự bịa ra câu chuyện mình nhặt được rồi kể lại với một CTV báo chí để rồi sự việc được chia sẻ rộng rãi trên các mặt báo và mạng xã hội. Mới đây thừa nhận với báo chí, thầy Trần Quang Cường đã thú nhận tất cả sự việc trên là tự mình bơm đặt. Vì thầy cho rằng trong thời gian vừa qua trong ngành giáo dục có nhiều chuyện buồn bã, thất vọng quá nên mới ngồi với mấy người bạn dựng lên câu chuyện đẹp về người thầy nhặt được tài sản rồi trả lại cho người bỏ quên. Sự việc cũng chỉ có thế thôi, ai ngờ lại sau đó lại được thổi bùng lên như thế, tôi rất lấy làm hối hận về sự việc đã qua. Phóng viên liên lạc với người thanh niên tên Đăng, người được thầy Cường nói là trả lại tài sản, thì anh này cho rằng tôi hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện của thầy Cường. Tôi không có để quên chiếc túi có chứa 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng như thầy Cường đã nói. Tôi là người gốc ở huyện Hương Sơn, nhưng hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hà Tĩnh. Tôi có biết thầy Cường, nhưng thời điểm đó tôi không có mặt ở thành phố Hà Tĩnh và cũng không có mắc tiền như thầy Cường nói, anh đang khẳng định. Ông Hoàng Tâm, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, người được thầy Cường chia sẻ thông tin, nhặt được túi có tiền và vàng xác nhận thông tin. Hôm đó tôi ngồi ở nhà thì thầy Cường gọi điện thoại nói là có được một số tiền vàng thì có nên đưa lên báo hay không. Sau đó tôi lên nhà thầy Cường và thầy Cường cũng khẳng định lại thông tin mình nhặt được cái túi có chứa tiền và vàng như thế. Sau đó tôi đã gửi cho một trang báo mà mình thường làm CTV. Trên một số tài khoản Facebook nói tôi ngồi với thầy Cường và bịa lên câu chuyện kia để dùng vào mục đích xấu là không có, ông Tâm khẳng định. Ông Đặng Quốc Hiền, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, tôi có nghe thông tin trên báo chí về sự việc nói trên, hiện tôi đã yêu cầu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cẩm Nhượng báo cáo lại chi tiết vụ việc, nhưng hôm nay là thứ Bảy là ngày nghỉ nên chưa có thông tin từ nhà trường. Đại gia đem 13kg vàng của Vũ tuyển Việt Nam cướp không thể giựt được đâu. Khuấy động cộng đồng mạng với hình ảnh mang hàng chục kg vàng trên người khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam, người đàn ông này khẳng định với báo Thanh Niên rằng đó hoàn toàn là vàng thật với tổng khối lượng lên đến 13kg. Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, người đàn ông này khẳng định số vàng anh đeo trên người hoàn toàn là vàng thật, ước tính số tiền lên đến 13 tỷ đồng. Hành đại gia chỉ sau một đêm. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, người đàn ông gây xôn xao cộng đồng mạng không ai khác chính là đại gia Trần Ngọc Phúc, 36 tuổi ở quận 10. Anh Phúc sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, ba anh là một chủ doanh nghiệp vận tải hàng hóa có tiếng ở quận 10. Theo lời anh kể lại, ba của anh quyết định tự mình chạy xe sau khi quyết định sa thải tài xế vì làm việc lơ là. Rồi một biến cố gia đình ập đến ngay khi anh Phúc còn là một cậu bé. Đó là năm anh Phúc 12 tuổi, trong một lần chạy xe tải, ba anh gây tai nạn làm chết hai người và phải ngồi tù 8 năm. Kinh tế gia đình suy kiệt, việc học hành của anh Phúc cũng bị gián đoạn từ đó, anh Phúc phải đi phụ việc, kiếm sống qua ngày. Trong lần đạp xe ngang qua khu công nghiệp Ponchen, quận Bình Tân, anh Phúc bỗng dừng xe giữa đường, nhìn hàng ngàn công nhân đi làm mà rơi nước mắt. Trong đầu cứ nghĩ mãi, ba mẹ sinh mình ra, còn đầu của mình là trời sinh, mình không thể như hàng chục ngàn công nhân phải mưu sinh vất vả, thế là mình đã tìm cách vừa học bổ túc rồi vừa làm từ từ, anh Phúc kể lại. Đến năm 23 tuổi, anh Phúc cầm trong tay 4 chứng chỉ học nghề, anh kể lại, chẳng ai nhận anh làm việc vì những tấm bằng đó không phải hệ chính quy. Anh Phúc chuyển qua chạy taxi, rồi chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn.
Chỉ trong một đêm thôi, dầu có giá từ 5.000 tăng lên 8.000 rồi lên mười mấy ngàn luôn. Lúc đầu tôi chỉ mua một can dầu ăn đi giao ở các chợ, nhưng sau này tôi mượn tiền của bà con dòng họ mua dự trữ lại khoảng 1 đến 2 tấn để đó. Như vậy trong một đêm mà tôi đã giàu lên nhanh chóng, dần dần tôi thành thầu dầu, mua đi bán lại cho các công ty ở khu công nghiệp. Anh Phúc kể chuyện làm giàu chỉ trong một đêm. Bị bác sĩ chửi là thằng tâm thần. Tự nhận mình là người hơi mê tín, cũng không phải khoe của, anh Phúc cho biết đeo vàng khủng để hợp phong thủy và mang lại may mắn cho mình. Tôi phải tôn kính vàng vì nó mà tôi có nhiều may mắn, vàng đẻ vàng ra thêm. Trong số này, miếng vàng hình con ngựa có cánh cho tôi là mang được. Anh Phúc lý giải việc đeo nhiều vàng trên người. Ban đầu anh Phúc quyết định đặt làm dây chuyền mắc xích bằng 3 ngón tay với mặt hình con ngựa có cánh. Tuy nhiên, khi đi đến đặt hàng tại nhiều tiệm vàng ai cũng lắc đầu vì số lượng vàng quá khủng. Cuối cùng sợi dây chuyền như sợi xích ra đời với số tiền gia công lên đến 120 triệu đồng. Hiện tại số vàng anh Phúc mang trên người gồm một sợi dây chuyền và mặt, 4 nhẫn, 2 vòng đeo tay, 1 đầu dây thắt lưng. Tổng số vàng anh Phúc mang trên người lên đến 13 kg với số tiền khoảng 13 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, anh Phúc còn tiếp tục đặt làm thêm chiếc mũ và áo khoác với số lượng lớn tương tự. Theo anh Phúc, từ ngày đeo vàng khủng đến giờ, ngoài chuyện may mắn, anh cũng gặp không ít phiền toái ngoài ý muốn. Đó là tính soi xét của nhiều người, cho rằng anh cố ý đeo vàng giả để chơi trội. Nhiều người nhận bà con, anh phải thuê vệ sĩ đi kèm để bảo vệ mỗi khi ra ngoài. Ngoài ra, do đeo vàng quá nặng nên cổ anh bị trẹo theo đúng nghĩa đen của nó. Có lần tôi bước lên lầu cao, dây chuyền ghì nặng xuống cổ, làm cổ tôi sưng một bên. Tôi đi bệnh viện khâm xương cổ, vô đến nơi tôi trình bày, do đeo vàng nhiều quá nên bị sưng. Nhưng trớ trêu, bác sĩ lại kêu tôi đi vô bệnh viện tâm thần mới có thuốc trị. Sau đó tôi mở clip mình đeo vàng, bác sĩ mới tin và cho thuốc về uống. Anh Phúc vừa kể vừa lấy tay đỡ sợi dây chuyền của mình. Bí quyết chống cướp giật. Nói về chuyện an toàn khi đeo vàng nhiều thì anh thừa nhận vẫn lo sợ bị cướp giật tài sản. Thực tế, trước khi anh Phúc đã từng bị cướp giật sợi dây chuyền 60 lượng vàng đến tứa máu cổ. Do đó, sau này anh Phúc mới thuê vệ sĩ và không đeo vàng ra ngoài đường. Nhưng bây giờ, theo lý giải, anh Phúc đã có kinh nghiệm khắc chế cướp giật bằng cách thiết kế trang sức thật to, thật chắc chắn để cướp có giật cũng không thể lấy được. Đồ tôi đeo trên người đều chống giật hết, không bao giờ giật được. Cái vòng đeo tay của tôi muốn tháo ra cũng phải có xà bông, có giật cũng không thể tuột ra được. Còn sợi dây chuyền tôi làm không bao giờ có mắc nối, giật mạnh cỡ nào cũng không bị đứt. Vòng chỉ đeo vừa thôi, vừa đầu của tôi, muốn tháo cũng hơi khó. Còn nhẫn vàng muốn gỡ ra cũng phải xoay nhiều vòng, nói chung là khó lắm. Đó là chia sẻ kinh nghiệm chống cướp giật của người đàn ông mê đeo vàng trên người.